Xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ben Channel. Mặc dù là trận chiến giữa Sukuna và Yoruyu đã khép lại ở chap 219 vừa rồi, thế nhưng những dư âm của cuộc chiến này thì vẫn còn đó. Và phải nói rằng sau khi cuộc chiến này kết thúc thì đã có rất nhiều câu hỏi xoay quanh nó xuất hiện. Và có lẽ một trong những câu hỏi mà các bạn thắc mắc nhiều nhất đó chính là làm cách nào mà vua Nguyền Hồn có thể triệu hồi và sử dụng được các thức thần mà hắn ta chưa thanh tẩy, đúng không nào? Và đặc biệt nhất trong các thức thần mà hắn đã triệu hồi đó chính là Mahoraga, thức thần mạnh nhất dưới Sukaisen tính tới thời điểm hiện tại. Megumi đã từng nói rằng từ trước đến nay tất cả những người từng sở hữu thuật thức thập chủng ảnh vẫn chưa từng có ai có đủ sức mạnh và khả năng để sở hữu được thức thần này. Chính vì thế mà việc Sukuna có thể dễ dàng triệu hồi Mahoraga và điều khiển nó là một cú sốc rất lớn trong chap 219 vừa qua. Mình tin rằng hầu hết các bạn đều đồng ý rằng vua Nguyền Hồn có đủ sức mạnh để thực hiện nghi thức thanh tẩy và sở hữu thức thần này. Thế nhưng, hắn đã làm điều đó khi nào và bằng cách nào? Chính là câu hỏi lớn nhất được đặt ra ngay lúc này. Phải chăng thứ mà Sukuna đã triệu hồi chỉ là một thức thần giả? Ngoài ra, liệu rằng thực sự Sukuna đã thuần phục được hết những thức thần mới xuất hiện bằng cách thực hiện nghi thức thanh tẩy chúng hay không? Hay đang có một cách nào khác để có thể kiểm soát được sức mạnh của các thức thần này mà không cần thực hiện nghi thức thanh tẩy? Tới nay chúng ta vẫn chưa thể nào tìm được câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi này, và tác giả thì cũng chưa tiết lộ bất kỳ thông tin gì để chúng ta có thể tìm ra câu trả lời. Vậy thì trong lúc chờ đợi tác giả trả lời thì tại sao chúng ta không đưa ra những giả thuyết xoay quanh câu chuyện này, đúng không nào? Và đây sẽ là những giả thuyết mà mình đã tổng hợp được để lý giải cho câu hỏi mà mình vừa nêu. Tại sao Mahoraga của Sukuna là giả? Để mà nói đúng hơn thì không hẳn là Mahoraga mà Sukuna đã triệu hồi là Mahoraga giả, mà theo ý kiến của mình, đây là một phiên bản khác của Mahoraga. Và nhiều khả năng là nó chưa thực sự hoàn chỉnh giống như cách mà vua Nguyền Hồn đã không ổn định hình dạng của các thức thần trước đó như Ngọc Khuyển. Một trong những chi tiết đầu tiên khiến cho mình nghĩ ra giả thuyết này đó chính là cách kết ấn của Sukuna khác với cách kết ấn của Megumi. Vì thế mà các thức thần mà Sukuna đã triệu hồi có thể cũng không phải là thức thần của Boy Lạnh Lùng, mà chúng là một phiên bản khác của các thức thần đó. Bởi thế mà có những thức thần có hình dạng khác với những thức thần do Megumi triệu hồi. Nếu các bạn để ý thì ở chap 117 chứa Sukaisen và chap mới nhất, cả hai thức thần đều có những đặc điểm riêng chứ không hề giống nhau hoàn toàn. Ví dụ như Mahoraga của Megumi thì có một sợi dây trước ngực như một sợi dây chuyền, trong khi đó Mahoraga của Sukuna thì lại không có thứ đó. Vậy phải chăng đây là hai phiên bản khác nhau của thức thần này? Và ngoài ra thì màn xuất hiện của thức thần Mahoraga này khi được triệu hồi bởi Sukuna cũng khác với khi được triệu hồi bởi Megumi. Nếu như trước đó trong sự kiện Shibuya, khi được triệu hồi thì Mahoraga xuất hiện chẳng khác nào một vị thần khi được các thức thần khác bao gồm Ngọc Khuyển và Hà Mô xếp thành hai hàng đón tiếp, thì với Sukuna nó chỉ đơn giản xuất hiện như một thức thần bình thường. Thậm chí là vua Nguyền Hồn chỉ đơn giản là đọc thần chú rồi thả chiếc bánh xe bát chánh vào bóng của mình, sau đó triệu hồi Mahoraga, chứ không hề có một nghi lễ nào diễn ra cả. Chính vì thế mà câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao có sự khác biệt lớn như vậy? Phải chăng là do thức thần của Sukuna triệu hồi vẫn chưa phải là Mahoraga bản chính thức, mà đây chỉ là một phiên bản chưa hoàn thiện, vậy nên mới có những sự khác biệt đó? Ngoài ra, còn một số nguyên nhân nữa khiến cho mình nghĩ rằng phiên bản của Mahoraga này vẫn chưa được hoàn chỉnh, đó chính là vì nghi thức thanh tẩy vẫn chưa được thực hiện. Và để biết rõ hơn cho giả thuyết này thì chúng ta hãy cùng đến với phần tiếp theo của video nhé. Bắt buộc phải thực hiện nghi thức thanh tẩy mới có thể kiểm soát được các thức thần. Theo như những thông tin mà chúng ta đã được cung cấp trong Jutsu Kaisen thì một trong những quy tắc bắt buộc phải tuân theo khi sở hữu các thức thần và điều khiển chúng bằng thuật thức thập chủng ảnh đó chính là phải thực hiện nghi thức thanh tẩy. Megumi đã từng nói rằng khi người sở hữu thuật thức thập chủng ảnh thức tỉnh thuật thức lần đầu tiên thì họ sẽ được sở hữu hai thức thần là Ngọc Khuyển, sau đó thì để sử dụng nhiều thức thần hơn thì người dùng thập chủng ảnh sẽ phải cùng với hai thức thần ban đầu của mình thực hiện nghi thức thanh tẩy với các thức thần khác, và thanh tẩy được càng nhiều thức thần thì người dùng sẽ càng sở hữu được nhiều thức thần hơn. Megumi cũng có thể lôi kéo thêm người khác tham gia vào nghi thức thanh tẩy. Thế nhưng, nếu làm như vậy thì kết quả sẽ bị hủy bỏ. Chính vì thế mà phải nói rằng, để sở hữu được 10 thức thần thì không phải là một chuyện dễ dàng. Thậm chí là trong toàn bộ lịch sử, vẫn chưa hề có một chú thực sư nào đủ sức để có thể sở hữu được Mahoraga. Thế nhưng, khi cơ thể của Megumi rơi vào tay của Sukuna thì điều này đã bị phá vỡ. Sukuna có thể nói chính là người đầu tiên trong lịch sử có thể sử dụng Mahoraga và điều khiển nó theo ý của mình. Vậy nhưng, như mình đã từng đề cập, thì trước đó vua Nguyền Hồn vẫn chưa thực hiện một nghi thức thanh tẩy nào với các thức thần mới. Vậy thì làm cách nào mà hắn có thể thuần phục được một thức thần mạnh mẽ như Mahoraga? Ở đây mình có một giả thuyết cho vấn đề này như sau. Như mình đã từng đề cập, thì thực chất đây chỉ là một thức thần chưa hoàn thiện, chính vì thế mà Sukuna có thể dễ dàng kiểm soát nó hơn. Vì theo thông tin về thuật thức tập chủng ảnh thì chỉ khi được thực hiện nghi thức thanh tẩy và chính thức thuộc sở hữu của người sử dụng thuật thức thì lúc đó thức thần mới có thể được giải phóng hết toàn bộ sức mạnh của nó.
Vậy nên, có thể là Mahoraga được triệu hồi trong trận chiến vừa qua, thực chất vẫn chưa phải là phiên bản chính thức của thức thần này, mà Sukuna chỉ đang mượn sức mạnh của Mahoraga để chiến đấu và tiêu diệt Yoroyu. Nói đúng hơn, thì ở đây mình nghĩ rằng thập chủng mạnh cũng sẽ cho phép người sử dụng có cơ hội cọ sát với các thức thần mà họ dự định sẽ sở hữu, thông qua một cuộc chiến luyện tập với thức thần chưa hoàn thiện để có thể nắm bắt được sức mạnh và kỹ năng của thức thần đó. Và mình sẽ gọi đây là nghi thức thanh tẩy không chính thức. Với thức thần chưa hoàn thiện như vậy thì chúng sẽ bị giới hạn sức mạnh và chỉ sử dụng được các kỹ năng đặc trưng để chiến đấu nhằm giúp cho người sở hữu có thể biết được thêm thông tin về thức thần này. Sau đó, người sử dụng thập chủng ảnh sẽ được chiến đấu và cọ sát để tìm ra các điểm yếu cũng như là lên chiến thuật cho lần thực hiện nghi thức thanh tẩy chính thức trong tương lai. Và có lẽ Sukuna đã lợi dụng điều này để triệu hồi Mahoraga và ép Yoroyu tham gia vào nghi thức thanh tẩy. Điều này lý giải cho lý do vì sao mà thức thần của Sukuna không có lễ chào đón cũng như là một số chi tiết khác với thức thần được triệu hồi bởi Megumi. Và đó là giả thuyết thứ nhất. Còn với giả thuyết thứ hai thì mình nghĩ rằng Sukuna đã tìm ra được cách thuần phục thức thần mà không cần thiết phải thực hiện nghi thức thanh tẩy. Thế nhưng tại sao lại như vậy? Làm cách nào mà Sukuna có thể tìm ra được cách này trong khi Megumi lại không biết về nó? Điều này cũng có liên quan đến việc đây không phải là thức thần chính thức như giả thuyết ở trên, và nó cũng sẽ bị giới hạn sức mạnh tương tự như Ngọc Huyễn do Vô Nguyên Hồn triệu hồi. Và vì những giới hạn trên mà đánh đổi lại là thức thần sẽ dễ dàng bị kiểm soát hơn, dù cho chúng chưa được thực hiện nghi thức thanh tẩy. Vậy nên mới có luận điểm rằng thức thần chỉ có thể mở khóa hết sức mạnh sau khi chúng được thực hiện nghi thức thanh tẩy đấy. Tại sao bánh xe bát chánh lại xuất hiện trên đầu của Sukuna? Cũng có một điều mà mình nghĩ rằng các bạn cũng đang khá thắc mắc, đó là sau khi Sukuna sử dụng ấn chú để triệu hồi Mahoraga thì thức thần này lại không xuất hiện, mà thay vào đó lại xuất hiện Án Ngu và Viên Lộc. Còn trên đầu của Sukuna thì lại xuất hiện thêm chiếc vòng bát chánh. Vậy tại sao lại có hiện tượng này? Để có câu trả lời thì có lẽ chúng ta sẽ phải trở về thời điểm mà Vua Nguyên Hồn thực hiện lệnh triệu hồi. Sau khi Yoroyu dùng đến bộ giáp thì Sukuna cũng đã kết ấn chú giống với Megumi khi triệu hồi Mahoraga, nhưng tất nhiên là cả hai vẫn có chi tiết khác nhau. Và với lần triệu hồi này, Vua Nguyên Hồn không hề niệm chú mà chỉ thực hiện ấn chú. Vậy nên, ngay lập tức vòng bát chánh đã xuất hiện trên đầu của hắn. Phải chăng đây chính là một cách để người sử dụng thập chủng ảnh có thể sử dụng được năng lực từ chiếc vòng này của Mahoraga mà Megumi không hề biết? Vì trước đó, khi Sukuna đấu với Mahoraga, hắn đã nhận ra chiếc vòng bát chánh giúp cho thức thần này có thể thích nghi với mọi loại thuật thức. Chính vì thế mà nó mới có thể nhìn thấy được chạm kích của Sukuna và né được. Vua Nguyên Hồn đã lợi dụng điều đó để tận dụng sức mạnh của chiếc vòng với mục đích là thích nghi với thuật thức của Yoroyu cũng như là bộ giáp của cô nàng này. Vậy nên có lẽ sau đó Viên Lộc và Án Ngu được gợi ý cho Sukuna để dùng đối phó với Yoroyu một cách hiệu quả. Thế nên hắn mới triệu hồi được hai thức thần này mà không cần thực hiện nghi thức thanh tẩy. Và vì chúng đều yếu hơn Vua Nguyên Hồn nên đã bị Sukuna áp chế ngay vào giây phút triệu hồi. Vậy nên chúng mới bắt buộc phải tuân theo mệnh lệnh của hắn. Và quả nhiên ngay sau đó, Sukuna đã dần thích nghi được với thuật thức của Yoroyu, khi mà trước đó thì Vua Nguyên Hồn đã liên tục phải nhận về mình những cú đấm trời giáng của cô nàng này. Nhưng sau khi có chiếc vòng bát chánh thì Sukuna đã thích nghi được và bắt đầu phản công để giành lấy chiến thắng. Điều đó đã được chính Vua Nguyên Hồn xác nhận khi mà hắn nói rằng bản thân có thể thích nghi được với thuật thức cứ lặp đi lặp lại của nữ chú thuật sư. Vì vậy mà hắn mới có thể thắng được. Ngoài ra, khối cầu hoàn hảo của Yoroyu bị phá hủy cũng là nhờ vào chiếc bánh xe này giúp thức thần Mahoraga có thể tấn công được khối cầu tưởng chừng như không thể nào chạm vào được. Và đó là giả thuyết của mình cho vấn đề Sukuna có thể sử dụng được chiếc vòng bát chánh của Mahoraga. Vậy còn các bạn có giả thuyết nào khác hay không? Chia sẻ để chúng ta cùng nhau bàn luận nhé. Sukuna không thực sự kiểm soát được Mahoraga. Mặc dù nói rằng Vua Nguyên Hồn đã ra lệnh cho Mahoraga, thế nhưng chúng ta lại chưa thấy mệnh lệnh nào của Vua Nguyên Hồn được đưa ra cả. Mọi thứ diễn ra hoàn toàn theo lẽ tự nhiên khi mà Mahoraga chỉ tấn công vào thứ phát ra chú lực mà nó thấy, chính là khối cầu hoàn hảo. Có thể là Sukuna chỉ đơn thuần là triệu hồi thức thần này lên, nhưng vì không phải là một nghi thức thanh tẩy, thế nên Mahoraga chỉ đơn giản là tấn công những đối tượng trước mắt mà nó thấy. Và sau khi Yoroyu bị thức thần này tiêu diệt, thì Vua Nguyên Hồn giải trừ thực thức của hắn, thế nên Mahoraga đã biến mất. Vậy là có thể mượn sức mạnh của Mahoraga để giành được thắng lợi trước cô nàng chú thuật sư này mà không cần tốn một chút sức lực nào để bành trướng lãnh địa. Minh chứng cho điều này là Sukuna đã không vận thêm chú lực hay làm bất cứ điều gì để thu hút Mahoraga, mà hắn chỉ đứng yên từ xa xem Yoroyu bị chém mà thôi. Và ngay sau khi Mahoraga xâm nhập được vào lãnh địa của Yoroyu thì Vua Nguyên Hồn cũng đã thoát ra và đứng rất xa vị trí của Yoroyu. Phải chăng vì hắn biết rằng mình chưa thể điều khiển được thức thần này nên cần phải giữ khoảng cách an toàn và giải trừ thực thức ngay sau khi Yoroyu bị đánh bại nên mới phải làm như vậy đúng không nào? Chứ nếu thực sự hắn có thể ra lệnh cũng như điều khiển được Mahoraga thì sao hắn phải chạy trốn chứ?
Vậy nên, rất có thể Vua Huyền Hồn chỉ là mượn sức mạnh của thức thần này mà thôi. Nếu giả thuyết này của mình là đúng, thì rất có thể là Megumi cũng không biết về cách sử dụng thức thần như vậy. Thế nên, anh mới không dùng đến nó để chiến đấu với các đối thủ trước đây. Bởi lẽ, Megumi thực sự chưa nghiên cứu đủ sâu về tục thức của gia tộc Genin vì không được tiếp cận đến các kiến thức mà gia tộc này đang cất giữ. Có lẽ, Boy lạnh lùng chỉ có thể tìm hiểu thông tin về tập trung ảnh thông qua Gojo, cũng như là những thông tin mà gia tộc của ông thầy đầu bạc này đã thu thập được về tục thức của gia tộc đối thủ. Vậy nên mới nói, Megumi đã rất thiệt thòi khi mà trở thành trưởng tộc và sở hữu của gia tài Ketsu, nhưng lại không có cơ hội để sử dụng cũng như là phát triển sức mạnh của bản thân. Còn về Sukuna, thì có lẽ Vua Huyền Hồn đã biết được những điều này từ hàng ngàn năm về trước, hoặc cũng có thể là hắn chỉ mới biết được gần đây sau khi nhập vào xác của Megumi. Và nhờ vào tài năng thiên bẩm cộng với kinh nghiệm của mình, thì Vua Huyền Hồn đã tìm được cách khai thác tập chủng ảnh một cách cực kỳ hiệu quả. Như vậy mới thấy được đẳng cấp của kẻ từng thống trị giới chú thuật là đỉnh cao như thế nào.